Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một cái tủ điều khiển từ xa bằng điện thoại, 4 motor, công suất mỗi motor là 3 kW. Đây là bên ngoài tủ, gồm có đèn báo và nút nhấn. Đây là bên trong tủ. Bên trong tủ cũng có thành phần công tơ, cb và bộ điều khiển. Thì bộ điều khiển ở đây là sử dụng bộ điều khiển từ xa bằng điện thoại, bằng qua sim 4 ngón ra kết hợp với nút nhấn. Đây là toàn bộ nội thất bên trong tủ. Thì đây là bộ điều khiển bằng sim 4 ngón ra. Thì phía trên cũng có khe cắm sim, dưới là ngõ ra. Đây là bộ nguồn cho thiết bị, kèm dưới đây là khởi động từ contactor. Đây là domino đầu đấu nối. Rồi, giới thiệu qua về cái tủ này thì đây là giới thiệu về bộ điều khiển của tủ. Thì đây là bộ điều khiển qua điện thoại, dùng để đóng ngắt các thiết bị từ xa không giới hạn. Đây là hướng dẫn sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn sim vào để chạy demo hướng dẫn mọi người. Đây là vị trí khay sim. Đây là vị trí khay sim. Bây giờ sim mình sẽ để theo chiều này. Đây. Chiều lõm, chiều khuyết đó. Các bạn chú ý để tránh làm hỏng thiết bị. Mình sẽ tiến hành cắm vào và ấn nhẹ xuống thì nó sẽ vào. Rồi. Đó. Đây là mình đã gá vào rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn nhẹ xuống là xong. Rồi khi nó kêu cái cốp một cái là sim đã được vào. Đó. Rồi thiết bị này nó có thể hoạt động thông qua nút nhấn bên ngoài tủ điều khiển, hoặc là chúng ta gọi điện, soạn tin nhắn, bật tắt và hẹn giờ từng cổng thiết bị độc lập với nhau. Tất cả các cổng đều hoạt động độc lập với nhau. Ngoài ra chúng ta có thể nạp tiền từ xa, kiểm tra trạng thái thiết bị từ xa, kiểm tra thông tin tài khoản từ xa, và khi hết tiền thì sim nó sẽ gửi thông báo về chúng ta biết để chúng ta nộp cạc. Ngoài ra khi mà thiết bị được mất điện và cặp điện trở lại thì nó sẽ gửi tin nhắn đến cho chúng ta là biết là thiết bị được khởi động. Đó là về chức năng của bộ điều khiển. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn 220 vào. Hiện tại mình đã cấp nguồn 220 vào, đèn báo nguồn phía ngoài đã sáng lên. Đó. Thì sau khi cấp nguồn thì chúng ta sẽ chờ cái đèn xanh lá nó sáng lên thì chúng ta có thể sử dụng. Hiện tại đèn xanh dương nó chớp, có nghĩa là nó đang nhận sim. Rồi chúng ta chờ một tí để nó khởi động. Rồi đây là sau khi thiết bị đã được khởi động xong. Đó. Thì chúng ta có thể điều khiển thiết bị bằng cách là, vì nó giới hạn 5 số điện thoại được quyền điều khiển, nên chúng ta sẽ soạn tin để cho nó nhận diện là người sử dụng bằng cách là soạn tin admin giao cắt 4 số 1 gửi đến số điện thoại trên thiết bị. Là mình sẽ sử dụng điện thoại này, mình soạn tin nhắn. Rồi đây là tin nhắn admin giao cách 4 số 1. Bây giờ mình gửi đến số điện thoại thiết bị. Rồi mình sẽ gửi tới nó và chúng ta sẽ chờ nó phản hồi là tin nhắn là đã cài đặt số điện thoại thành công, thì chúng ta có thể có quyền điều khiển nó. Rồi nó đã trả tin nhắn về cài đặt số điện thoại thành công. Rồi bây giờ chúng ta có thể điều khiển toàn bộ thiết bị này bằng cách là điều khiển qua tin nhắn. Bây giờ mình sẽ bật toàn bộ thiết bị, mình sẽ chọn tin bật. Rồi mình lấy nét lại nha. Bật. Bật thiết bị 1234 thì mình chỉ cần bấm 1, 2, 3, 4 thì tất cả thiết bị nó sẽ bật lên. Đó. Nó, các bạn chú ý là đèn tín hiệu ở phía ngoài. Thì sau khi nó bật xuống nó gửi tin nhắn về cho chúng ta. Đó, tất cả thiết bị đã được bật lên và nó báo tin nhắn về là đã bật thiết bị 1234. Đó, tin nhắn phản hồi thì khi chúng ta điều khiển thì nó phản hồi ngay lập tức. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể tắt từng thiết bị bằng cách soạn tin tắt. Bây giờ chúng ta sẽ tắt thiết bị 4 đi, tắt 4 thì nó sẽ tắt thiết bị 4. Rồi khi nó tắt nữa sẽ phản hồi tin nhắn về cho chúng ta. Đã tắt thiết bị 4. Đó, ở đây cổng thiết bị 1 sẽ được ưu tiên quyền điều khiển qua cuộc gọi, nên chúng ta có thể tắt nó qua cuộc gọi. Giờ chúng ta sẽ nhắm máy lên. Rồi tắt thiết bị 1, gọi tin nhắn về. Ở tính năng điều khiển này thì nó sẽ không tống cước điện thoại người điều khiển. Rồi đã báo tắt thiết bị 1. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể tắt bật trực tiếp bằng nút nhấn. Chúng ta sẽ bật thiết bị 1, tắt thiết bị 2, đó là bằng nút nhấn. Chúng ta cũng có thể kiểm tra thông tin trạng thái thiết bị, thông tin bằng cách là soạn tin nhắn là thông tin. Nó sẽ trả về dữ liệu bao gồm mật khẩu, số điện thoại được quyền cài đặt và số tiền trong tài khoản, trạng thái thiết bị. Rồi, chúng ta sẽ chờ trong giây lát. Nó sẽ gửi tin nhắn phản hồi về. Rồi, nó đã trả về tin nhắn bao gồm mật khẩu thiết bị, số tiền trong tài khoản, số điện thoại được quyền cài đặt và trạng thái thiết bị 1. Hiện tại là thiết bị 1 đang được bật, thiết bị 2 đang tắt, thiết bị 3 bật, thiết bị 4 tắt. Đó, nó kiểm tra rất là chính xác và trực quan. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể hẹn giờ cho thiết bị. Đây, đây là cú pháp hẹn giờ bật tắt. Bật x là thiết bị, y là thời gian. Rồi. Rồi. Đây là xong phần giới thiệu về tủ điều khiển này. Về sản phẩm này thì được chúng tôi lắp ráp và bán ra với chế độ bảo hành là 1 năm 1 đổi 1 cho toàn bộ thiết bị nếu xảy ra lỗi từ nhà sản xuất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ.